Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Hòa Minh tiến hành kiểm tra một kho hàng nằm trên đường Đào Sư Tích do ông Ôn Văn Tuấn, 34 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện kho hàng đang tập kết số hàng hóa gồm 1.240 sản phẩm hàng tiêu dùng, mỹ phẩm các loại, trên bao bì in chữ nước ngoài, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ kho hàng khai nhận số hàng hóa trên được nhập về từ nhiều nơi rồi phân phối bán lẻ cho các chợ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Kho hàng này đã đi vào hoạt động được hơn một tháng. Bên ngoài địa biển là kinh doanh cà phê giải khát, nhưng thực chất lại là nơi chứa hàng hóa tiêu dùng mỹ phẩm số lượng lớn. Hiện Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.